Chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Tháp thăm chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy, Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam ngày 3 tháng 3 năm 1959, ngày 3 tháng 3 năm 2024 và 35 năm Ngày Biên phòng Toàn dân ngày 3 tháng 3 năm 1989, ngày 3 tháng 3 năm 2024. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Tháp ghi nhận sự nỗ lực của lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum trong thực hiện nhiệm vụ giữ gìn toàn vẹn lãnh thổ, đảm bảo an ninh biên giới trong thời gian qua. Mong muốn thời gian tới, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục phối hợp tốt với lực lượng biên phòng các tỉnh của Lào, Campuchia, giáp biên với tỉnh Kon Tum, làm tốt nhiệm vụ, đảm bảo an ninh biên giới, góp phần phát triển kinh tế xã hội vùng biên. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Tháp chúc cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nói riêng, cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum nói chung, sức khỏe, hạnh phúc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết, năm 2023, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới ổn định, đơn vị đoàn kết vững mạnh, phối hợp tốt với các đơn vị, tổ chức thành công chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia lần thứ nhất tại tỉnh Kon Tum. Khẳng định, năm 2024, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, nỗ lực lãnh chỉ đạo các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.